Chà, con ở dưới quê rồi con bệnh quá con không biết làm sao được. Con đây con nhờ cha cứu giúp cho con. Cho con được khỏi bệnh. Trời ơi, con mọi sự con trông cậy vào cha. Xin cha giúp đỡ cho con. Vậy bảo cha những từ ngon chúng tôi cho con. Nó phát hiện bệnh mới đây luôn hả? Mà phát hiện hồi tháng tư ngày mùng 1 tháng 4. Mùng 1 tháng 4 nó thấy mệt mệt quá mới đi khám. Đi khám thì nó lại nó nói là nó bắt đầu nó đi cái gì chụp CT. Nó bảo ở trong cái phổi có cái cục đi đèn ấy. Cái nó CT lại lần nữa nó mới phát hiện là bị u phổi. À, lần đầu tiên đi khám bệnh như nhà thương ung bướu hỏa ấy. Sau rồi mới về Ngọc Thạch này. Rồi một tập mới phát hiện ra Dạ, ha. Làm Ngọc Thạch thì mới phát hiện ra chính xác luôn. sinh thiết thì ngày 12 tháng 12 năm Dạ. nay. Có nghĩa là được 16 ngày rồi đó, 16 ngày Dạ. có kết quả ung thư. Dạ. Rồi sau phát hiện bệnh ung thư rồi bác sĩ đề nghị phương pháp điều trị làm sao bác? Phương pháp điều trị là bác sĩ bảo bây giờ tôi xếp cho bác về bác bàn bàn soạn với gia đình. Nếu mà có muốn mổ thì nên mổ, mà nếu không muốn mổ thì đừng có nên nên mất mất công tốn tiền. Nó hỏi tôi khiếp quá rồi tôi nhắm mổ mổ chết, tôi thấy mấy người mổ bị chết hết rồi, đâu có người nào sống đâu. Quá tí ghê quá, quá tí nhỉ, khiếp. Bác sĩ là đề nghị phẫu thuật nha. Dạ. Bác không đồng ý, bác về bác kiếm thuốc nam uống hả? Dạ, để về có phút đầu ấy, uống thuốc nam rồi cả tháng trời ấy. Đâu có. Cả... Ý là ngày phát hiện bệnh ngày 12 tháng 12 là có nghĩa cách ngày 28 thì nó có 16 ngày thôi. À, vâng, đúng rồi. À, ý là bác Còn nói với thầy khám trước là kìa. có cái triệu chứng bệnh lý rồi đi Vâng. uống thuốc nam luôn từ đó tới giờ. Dạ, đúng rồi. Dạ. Bệnh ung thư Vâng. phế quản và phổi nha. Đây là cái bệnh gốc của mình ha. Vâng, cái bệnh gốc. Chưa điều trị đặc hiệu, chưa vô hóa chất, chưa phẫu thuật, chưa Dạ. xạ trị, chưa quá trị gì hết. Mệt, ho về đêm. Uống thuốc tây là uống thuốc ho và thuốc cao huyết áp hả? Phải có bệnh lý cao huyết áp hả? Quý đau uống thường xuyên, uống ngày nào mà uống. Dạ, ngày gió nhiều quá trời. Gió to đấy. Gió này sợ nhất là gió lớn, sợ đúng rồi, cái rạp nó bị cái này mà đẹp ở trên này kìa, nó bay người ta hết rồi. Làm cái gió này nó cũng không tốt cho Dạ. sức khỏe của Đúng rồi. bệnh nhân Rồi. có phổi. Thì bác phải khi mà bác sinh hoạt ngủ nghỉ hay là bác đi tới đi lui bác Dạ phải dạ. có cái áo khoác ha, Dạ. áo khoác mỏng cũng được mà phải có. Vâng. Bác sĩ có báo cái chi phí mà mình phẫu thuật không bác? Bác sĩ có nói dự kiến cái chi phí là bao nhiêu Không không thể báo, mà không? tại Nếu vì mà ấy bảo hiểm ấy. có điều kiện mà mổ thì mổ hay không mổ thì ở nhà đừng lên nó sẽ tốn tiền. Bác sĩ nói là đấy là bác sĩ nói như vậy đó, bác sĩ nói vậy tôi đổ em mổ rồi. Chắc mà bác sĩ bác không sĩ nói đã biết là là mổ là không cũng chết nói rồi. là hết bao nhiêu tiền thì nói chung Người ta không nói, người ta không dám nếu nói đâu. mà có khả năng mổ không thì hẹn ngày đến mổ, không thì thôi ở nhà chỉ bảo mới vậy thôi Bảo vậy thôi, tôi đâu dám chứ nhìn đâu có nữa. nói là bao nhiêu tiền đâu. Thì coi có cái bản xét nghiệm máu.
có xét nghiệm mẫu nào. Bạch cầu nè, bạch cầu tăng ha, là 13, nó cho trong ngưỡng từ 4 cho tới 10. Còn cái hồng cầu á, cái chất lượng hồng cầu, hồng cầu thì đủ nè, 4.4 là đủ ha, nó nằm trong phạm vi tham chiếu là 4.3 đến 4.3 đến 5.8. Về cái số lượng hồng cầu là đủ, yeah. Đủ về số lượng, nhưng cái chất lượng hemoglobin nè, hemoglobin cái này là chất lượng huyết sắc tố, yeah. Hemoglobin, hemoglobin. Hemoglobin là chất lượng huyết sắc tố của bác á, yeah. Thì nó có 11 thôi. Vậy còn thiếu à? Dạ nó thiếu. Nó yêu cầu từ 13 đến 18. Vâng. Đây là 2... số lượng hồng cầu. Dạ. Còn cái này là chất lượng máu. Dạ. Chất lượng nó quyết định cái màu đỏ của bác á. Dạ dạ. Trong máu đó. Thì chất lượng máu này, chất lượng huyết sắc tố này nó có 11 thôi. Dạ. Nó đòi hỏi mình 13 đến 18. 13 đến 18. Thì trong quá trình điều trị các thầy sẽ chú ý tới cái này. Dạ. Thường thì ăn uống bổ sung những thực phẩm bổ máu á, thì nó sẽ chú trọng để nó tăng được cái lượng này lên. Dạ. Hemantoride cũng vậy, hemantoride nó có 37 thôi. Mục tiêu sau 3 tháng thì cái thứ nhất là làm chậm, quá trình phát triển bệnh. Khi mà mình ngưng ăn đạm động vật, mình ngưng nạp cái axit vào trong cơ thể mình ăn kiềm, thì chắc chắn một cái điều mình đạt được là làm chậm quá trình phát triển của bệnh lý. Dạ. Cái mục tiêu thứ hai cao hơn một chút là dừng bệnh. Dừng bệnh. Sao biết dừng bệnh? Sao biết làm chậm? Cái dừng bệnh á là nó dừng chỗ nào? Nó không phát triển về mặt kích thước. Ví dụ cái khối u đó nó nằm im như vậy, nó không phát triển thêm. Ví dụ như kích thước nó là 50 đi, 50mm, cái khối u đó 50mm đi, 50 x 50 đi, ví dụ vậy, 50 x 50. Vậy lần 3 tháng nó không có phát triển thêm về mặt kích thước, nó vẫn nằm im vậy. Đó. Dừng bệnh, để kích thước nó không thay đổi, yeah. Không thay đổi ha. Không thay đổi. Đổi về mặt kích thước. Chỉ số dấu ấn ung thư, những chất chỉ điểm thì nó không có thấy nữa, đi thì xin lỗi, nó không có tăng nữa, nó nằm im như vậy là không thay đổi, là dừng bệnh. Rồi mục tiêu kế tiếp là giảm bệnh. Giảm bệnh, giảm bệnh là nó sẽ những cái chỉ số mà về kích thước khối u nó có giảm. Dạ. Ví dụ như từ 50 nó giảm xuống còn 30 nhân 30, yeah. Hoặc là những cái chỉ số dấu ung thư nó giảm từ vài chục xuống còn đơn vị, hàng đơn vị thôi, yeah. Thì đó là có giảm. Rồi cái mục tiêu kế tiếp nữa là lành tính. Ví dụ như kiểm tra hết những cái kết quả mà không thấy di căn, nó còn lại một cái chỗ, cái điểm duy nhất, yeah. Khối u đó, thì lấy cái khối u đó bác sĩ kiểm tra ra lành tính. Lành tính có thể thì như thế này, cái khối u đó bác sĩ kiểm tra ra chọc sinh thiết vào, nó không trúng vào cái khối u ung thư mà nó lệch chút xíu thôi, nó dẫn ra lành tính, nhưng thông thường thì kết quả nó chính xác hơn, có nghĩa là nó chọc vào ngay cái vị trí của khối u, hoặc là nó phẫu thuật nó lấy khối u nó ra, yeah. Nó đi kiểm tra sinh thiết ra lành tính, hoặc là không phát hiện bệnh lý. Hiện bệnh lý lý ác tính. Đó là bốn cái mục tiêu, yeah. Mà mình vào đây mình điều trị mình sẽ đặt ra.
Thì đầu tiên là mình đặt cái mục tiêu cho mình đạt được là làm chậm quá trình phát triển. Trong quá trình ví dụ như 6 tháng, ý xin lỗi, 60 ngày là 2 tháng á. 60 ngày là cho đi khám một lần. 90 ngày là 3 tháng nè, là cho đi lần còn lại. Lần 2, kiểm tra lần 2. Đó, bác sẽ phải đi 2 lần để đi khám. Để đánh giá được coi mình nằm trong đạt được cái mục tiêu nào. Để đạt được những cái mục tiêu này đó, thứ nhất bác đòi hỏi bác phải giữ đúng phác đồ. Các thầy hướng dẫn bác ăn uống, bác phải cố gắng bác thực hiện cho đúng. Bên cạnh đó người nhà cũng vậy. Ví dụ như đây là con trai, là chú. Chú cố gắng là chú phải theo sát, hướng dẫn cho bác đó, cái quá trình điều trị cho nó chính xác, đúng như các thầy mong muốn. Và bản thân người nuôi cũng không được phép ăn đạm động vật nha. Dạ. Người bệnh đã không được phép ăn đạm động vật, còn riêng người nuôi cũng không được ăn. Thứ nhất là khi mình không ăn, mình làm cái động lực cho người bệnh của mình. Ba ơi, ba cố gắng đi, con cũng ăn giống ba nè. Thì tự động ba có cái động lực. Cái thứ hai là khi mình ăn cái chế độ ăn giống vậy mà không ăn đạm động vật, thì khi chế biến á, mình nấu những cái món ăn, mình biết cái món này mình ăn với ba nè, ba ăn được hay không. Mình ăn chung mà. Khi mình nấu nướng lên, mình chế biến lên, mình ăn món này được, cho ba ăn. Mình ăn món kia, ba ăn được. Mình ăn món nọ, ba ăn được. Đó, như vậy thì khi đó mình vừa quản lý được cái chế độ dinh dưỡng của ba. Chứ không phải là mình vô đây là ba ăn món, con ăn món, rồi hai bên này ba ăn được, ba ăn, con ăn được, con ăn như vậy. Mình không biết ba ăn có được hay không. Nhiều khi mình lơ là chuyện đó, thì cái chế độ dinh dưỡng chăm sóc người bệnh nó không đạt được cái mục tiêu, thì sức khỏe của mình đi xuống ha. Cho nên không được phép ăn nha. Ví dụ như mình không được ăn trong phòng để cho bệnh nhân đừng thèm, mà kể cả mình đi ra ngoài hàng quán mình thèm chó quá hoặc thèm heo quá, cái ra ngoài mình làm dĩa cơm sườn hay gì đó vẫn không được, thầy không cho phép nha. Tại cái yếu tố tâm lý nó rất là quan trọng. Mà khi bác vô đây rồi đó, thì bác phải đặt hết cái nghị lực của mình. Mình cố gắng. Và bên cạnh đó, bác đạo tôn giáo gì? Đúng rồi, tôn giáo. Tôn giáo. Thiên Chúa giáo hay là Thiên Chúa giáo? Thiên Chúa giáo. Thì bác phải cầu nguyện, đọc kinh cầu nguyện. Bác xin, cầu xin cho con vượt qua cái bệnh này. Bác nguyện lòng, ví dụ như về nhà sau này bác mong muốn bác làm cái gì có ích cho đời, có ích cho xã hội, có ích cho những người xung quanh. Đặt cái mục tiêu đó đi, rồi mình nguyện lòng rồi sau này con về con sẽ cố gắng giúp đỡ những người nghèo hoặc là giúp đỡ những người bệnh nhân. Còn con không giúp đỡ được thì con hướng dẫn cụ thể, dẫn đưa những người đó lên phòng khám để người ta chữa bệnh. Giống như là cái người bệnh nhân mà đã hết bệnh á, thì cái người cháu á đã hướng dẫn cho mình á, là mình biết được mình tới đây. Đó là một cách giúp đỡ đó. Thì sau này thí dụ như mình biết được tôi cũng đã từng vượt qua căn bệnh đó ở đây, tôi về nhà tôi cố gắng, tôi phấn đấu, tôi giúp đỡ người khác vậy đó. Để làm chi? Mình có cái tinh thần, có cái động lực để mình vượt qua căn bệnh. Mà mình biết được cái ý nghĩa phía sau nữa, để mình làm, mình sống tiếp một cuộc đời nó có ý nghĩa, tự động mình thấy mình có động lực à. Dạ. Mình vượt qua nó không có khó đâu. Nhiều người ta đã vượt qua rồi. Một vài ngày lúc quen đi rồi ta. Dễ quá mà. Vâng. Đó là một vài ngày lúc quen nữa không có gần. Nó ấy khó rồi. Rồi bây giờ còn điều cuối cùng thầy muốn nói ha. Cái công nghệ này cha đã nghiên cứu 20 năm để cho tất cả các bệnh nhân khắp nơi, không phải là cho các thầy, không phải là cho gia đình, hoặc là không phải là cho một người nào đó đơn lẻ mà cha thương đâu. Mà cha cho tất cả mọi người khắp mọi nơi. Thì cái công trình này là công trình chung của cha. Thì các thầy có nhiệm vụ là truyền tải nó cho tất cả mọi người, ai có nhu cầu cần đến thì sử dụng cái công trình này của cha. Thì chút nữa đó, nếu như bác có mong muốn bác nhận bệnh á, được nhận bệnh á, thì bác cũng thắp cho cha một nén hương, nén nhang á, bác nguyện lòng gì đó với cha. Rồi giống như là mình bày tỏ cái lòng biết ơn đối với cha, tại vì cha mới là người tạo ra cái công trình này, cứu người, chứ không phải là các thầy. Các thầy chỉ là người
hướng dẫn cho bác thôi, chứ không phải là người trực tiếp nghiên cứu cái công trình này đâu. Dạ. Thì bác phải mang ơn là mang ơn cha đó. Dạ. Những gì cha đã để lại là tâm huyết của cha.